Xin chào các bạn, mình là Trung Tính và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên dây guitar bằng phần mềm Guitar Tuna. Đây là một ứng dụng lên dây khá là hay và bổ ích cho các bạn đang sử dụng guitar hoặc là đang chơi ukulele hay là sử dụng guitar bass. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn download phần mềm bằng App Store. Các bạn nào đang sử dụng iOS và các bạn nào đang sử dụng Android thì có thể download bằng phần mềm ứng dụng CH Play. Thì bước đầu tiên thì các bạn truy cập vào App Store. Các bạn nhấp vào ô tìm kiếm và đánh vào cái chữ là Guitar Tuna. Đây, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Rồi, phần mềm nó sẽ hiện ra cái hình này của miếng bic á, bic gãy đàn. Mình chạy các bạn có thể xem. Đây, các bạn download này. A few moments later. Rồi, sau khi đã tải xong thì các bạn bấm mở. Rồi, các bạn biết là truy cập vào micro. Đây là các hình guitar. Rồi, ở đây mình chọn guitar nha. Ở đây nó có hai phiên bản là guitar Tuna Pro và Guitar Tuna. Nếu mà các bạn nào có điều kiện thì mình có thể trả phí cho App Store để sử dụng phần mềm Guitar Tuna Pro. Rồi, thôi cái này bỏ qua. Rồi, đây là giao diện của phần mềm Guitar Tuna. Và đây là để chỉnh dây guitar. Nó có hình cây guitar trên đây, các bạn có thể theo dõi. Rồi, để lên dây guitar thì các bạn chọn vào Guitar Tuna. Thì trên màn hình thì nó đang ở hai cái chế độ, đó là các bạn nhìn qua góc bên phải nó có chữ auto. Các bạn tắt cái chữ auto. Thì mình sẽ giải thích cái chức năng này. Auto có nghĩa là khi mà bạn lên dây thì nó sẽ tự động nó chọn cái dây mà bạn cần muốn lên. Ví dụ mình đánh cái dây mì nè, dây mỏng nhất. Đấy thì nó lên dây rồi. Nếu mà các bạn tắt chức năng auto, mình đang ở cái dây mì trên đây, thì nó sẽ không nhận cái dây mì ở dưới. Đấy, các bạn có thể theo dõi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên dây tất cả các dây bằng chế độ auto. Lên dây C, dây số 5. Đấy. Rồi, dây son. Dây son là dây đếm từ dưới lên trên là dây số 3. Chính giữa như vậy là các bạn đã lên dây thành công. Mình tiếp tục lên dây. Ok, như vậy là mình đã lên dây hết tất cả các dây trên cây đàn guitar. Phần mềm này mình thấy rất là hay và bổ ích, đó chính là các bạn có thể hình dung và lên dây rất là dễ dàng. Đấy, nó có hình một cái cây guitar và nó có ký hiệu của từng cái khóa ở đây. Các bạn có thể nhìn và theo dõi và lên dây cho đúng. Và sau đây mình xin đánh cho các bạn nghe thử một đoạn sau khi đánh lên dây trên cái đàn guitar head này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà video có hay hoặc bổ ích, hãy ấn like và subscribe đăng ký kênh để chúng mình làm những video tiếp theo hướng dẫn các bạn những chức năng khác. Cảm ơn các bạn.